chào cả nhà đã ra đến với kênh Kim Hòa Cuộc Sống ở Đà Lạt. Sáng sớm tất bật không biết làm cái gì. Và ngày hôm nay là trời rất là quang đãng nha các bạn. Hết mưa rồi, bây giờ nắng đẹp lắm. Rồi bây giờ tiếp tục đi ký sự nha. Làm ký sự quanh vùng Đà Lạt này ha. Phóng viên đi ghi hình. Đi ghi hình sáng sớm. Giờ qua quay. Hồi nãy quay vườn rồi bây giờ quay nhà, qua cái căn nhà. Cái căn nhà hôm bữa mình review mà cái ngày tiệc chế đó cả nhà. Thì thằng em này nó mới tân trang lại rồi, có bàn có ghế à. Giờ mình qua mình coi. Mình coi cái em này nó thiết kế cái căn nhà của nó đẹp không nha. Ông anh hai anh nói sao phải không? Nữa. Ăn no rồi bây giờ xách máy đi quay nữa. Ở nhà biết không, cái con đường này nè ghê lắm, xe nó chạy dữ lắm cho nên phải coi chừng. Ở đằng sau mà nó ấy đó, thấy chưa? Đó. Rồi mình phải coi chừng nữa nha. Đó, nó nói à, tối ngày cứ được quay hoài mà không có ai coi mà cứ quay hoài. Các bạn có biết không là mình ở đây nhưng mà gia đình mình ở Sài Gòn, mình muốn quay để cho mấy chị mình xem luôn. Coi em mình sống như thế nào. Rồi cái chia sẻ cho các bạn nào muốn thích xem cái cảnh ở Đà Lạt á thì xem thôi, chứ mình thấy cái view của mình thì quá ít đó các bạn, cho nên thôi kệ đó đi, làm gì đam mê đó nè. Hồi nãy đó thằng em bạn của thằng em mà nó lại thích anh hai, nó chơi với anh hai. Hôm bữa mình đi buổi chiều tối á, giờ mình đi buổi sáng nè. Đó, này căn nhà này nè, hôm bữa mình mới review nè. Đó, chó. Nhà này ngộ lắm, chỗ nào cũng có chó hết trơn. Đâu, em ở đâu vậy? Em ở đâu giờ? Em mở cửa này đi. Vô đây. Đâu? Ủa sao mở cửa này vô? Đây là chỗ nào? Đây, đi vô, thấy em đây. Đây rồi. À, giờ, bây giờ nói chung là đi ngõ sau phải không? Rồi đi ngõ sau vô. Thôi kệ vậy cũng được. Đó. Đâu mở màn ra coi. Ô đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ủa cái này là em làm để em ở phải không? À, còn ở trên kia thì... Trên kia là ngủ. Ngủ với ăn. Ngủ với ăn, còn này để tiếp khách. Đúng rồi. Có kỳ hoa có là tiếp. Có chung hoa là tiếp. Này ha. Dễ thương. Thiết kế hay, đẹp. Chị. Sao? Em Đức mẹ với là Đức. Mốt là làm khách nhà. Mốt mời cha tới làm khách nhà. À, mời cha tới đặng làm phép phải không? Đó, mở ra. Ok. Đẹp quá. Rồi. Ô cái vàng này nè, cái vàng này cũng mới mua luôn. Ủa, cái vàng đó có lâu rồi. À có lâu rồi, từ bên nhà đem qua. Phải không? Cái vàng mấy. Cái loa này á là nổi tiếng mà. Nghe hay lắm. Nghe rất là hay luôn. À, chị thấy không, cái bàn thờ nó làm đơn nhưng mà rất là đẹp. Đúng rồi, lung linh ghê. Lung linh đẹp lắm. Hay ha. Cái ghế này là mới mua hay là mới mua bao nhiêu vậy? 12 triệu hả? Tính luật cái bàn còn này. Cái kia nó cũ có rồi. À cái này cũ có rồi. Nhưng mà cái này ở không mà chứ không có ngủ hả? Cũ lên kia ngủ hả? À cái này để làm việc được, cái văn phòng làm việc được. Văn phòng làm việc là quá ok luôn á. Cái này là cho hết. Vậy là được rồi. Nghe cái bàn này để dành ngồi ăn nhậu nè phải không? Ngồi hát karaoke nè, có lý ghê á. Đó đúng rồi, mở cửa cho nó mát. Đâu đó, thì đó, thì cái rèm này hôm bữa vậy nắng quá thì kéo xuống. Nắng quá là kéo xuống. À
đúng rồi, mở 50 nè, 50 đó, đúng rồi, đúng rồi, vậy đó, cho nó thoáng thoáng á, cho nó mát mát á, dạ, cũng hay. Đóng đó, mở 50 nè, 50 đó. À. Cái từ từ hoàn chỉnh đó chị. Chỉ hả? Đó. Hay quá ha. Nãy nó cái bộ tách này đẹp nè. Nãy nói để chạy ra mua cái bật cà phê với trà này. Ủa nhưng mà ở chỗ này nó không có cái bếp nấu ăn. Không, đã nói không có ăn uống ở đây. Ăn uống ở đây trên đó là ở đây ngồi chơi. Chơi thôi, sinh hoạt. Vậy thôi bạn ăn để làm gì? Bàn nó là ngồi là ví dụ mà có một hai người tới nhậu thì đó, ngồi trên đó. Theo chị nghĩ á là chứ bếp thì có em cái làm bếp đây. Nhỏ nữa. Không, bếp nhỏ thì em để em sau nha. À, để sau đó cũng được phải không? Đúng rồi. À. Sau ra còn rộng nữa. Đúng rồi, em để cái bàn, để cái bếp lên để em nấu, đem qua đây cho nó gần hơn, tự nhiên từ trên cái gác đem xuống. Không, thường ví dụ có ai vô thì mua lẩu mua gì thì về mình đưa cái nồi điện cắm. Đó cho nó để bố trí có ổ cắm điện nấu lẩu. Đúng rồi. Thế mình chỉ có để đây có chén bát để em ly đó, em để sẵn. Đúng rồi. Thì cái nồi điện cũng được, cái nồi điện cũng được. Để nấu nướng rồi. Trời ơi, thì lúc này thấy đỡ rồi đó. Thấy ông, là giảm được nhiều lắm. Đó. Giảm nhiều rồi đó. Cây đất ở nhà. Cây đặng bỏ là bỏ phân đó cô. À, cây bỏ phân. Dạ. Đất của có anh bỏ hả? Dạ không, anh kiếm Trung kiếm. Anh cho thuê rồi. Dạ. À. Dạ con về nha cô. Bữa nào đó rảnh con ra con chơi. Được. Dạ. xuống vườn. À cả nhà. Biết cái băng xú này là hôm trước đó, của thằng em mà nó thuê đất của anh Trung, anh hai á, là cái miếng đất này là của anh hai. Thì bây giờ á, là xú nó bắt đầu nó gom lại, nó thành cái bắp rồi đó các bạn. À, cái đợt xú vừa rồi là của nhỏ em gái, còn cái này là của cái thằng em trai. Cho nên là bắt đầu khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu người ta thu hoạch á, là mình có xú mình ăn nữa. À, thấy không, bắt đầu nó gom lại, các bạn thấy đẹp không? À, hôm nay mình ăn mắm Thái nha cả nhà. À, mình dọn cơm rồi để mình đi qua bên nhà thằng em, mình kêu anh hai về ăn. À, chứ ổng đang ngồi ở bển á. Nè, cái nhà này là của nhà em gái. À, thì ổng đang ngồi với cái thằng em rể. Tại nó nhờ qua làm gì đó rồi hai ông lai ra chút xíu để mình vô mình kêu ổng về. Ủa sao cửa đóng vậy nè, à, đi ngõ sau. Ủa sao không mở cửa trước? Sao không mở cửa trước, anh chó dễ thương quá. Ủa sao có hai người vậy? Hả? Ê, con chó này nó hôm nay nó lớn ghê mà nó trắng bốc à. Mới tắm á hả? À, còn ông này ông để con chó hả, cả tháng trời chưa tắm. Cái gì thì loại này phải tắm đi. Cái loại này không tắm ra nó còn. Đấy, cái lông nó trắng á, cái lông nó trắng á. Ờ. À. À, mời cả nhà cùng ăn cơm trưa nha. Đây là món mắm Thái của chị ba mình cho bữa đó cả nhà. Rồi cái mình mua cái miếng thịt về mình luộc, miếng ba chỉ á, luộc lên. Rồi cái mình sắc qua nhỏ nhỏ rồi mình trộn với cái mắm Thái. Thì ăn rất là ngon nha, bắt mồi lắm đó. Đây cái miếng thịt này. Đó, còn cái miếng đã đỏ này nè, đó, đây là một cái miếng mắm mà người ta thái ra đó. À, còn cá lóc á các bạn, khi mà người ta làm mắm á, người ta thái ra. Thì cái này ăn với dưa leo thì rất là tuyệt vời á. À, ăn ngon lắm. Bữa trưa nay thì mình ăn vậy thôi. Ăn cả nhà có mấy cọng rau nè. À, rau này mình xuống vườn mình hái, mấy đứa em nó trồng mấy cái rau tí tô với lại rau húng lủi nè. Đó, cái rau húng lủi này thơm lắm nha. Thì ăn cơm vậy đó mà ngon lắm, ăn cơm nóng hổi luôn. Mắm này mình ăn vài đợt nữa là hết rồi đó, hai đợt nữa là hết rồi, ngon. À, cả nhà biết không, anh hai mình anh không có cho quay vô mặt của ảnh. Ảnh không có cho quay mặt ảnh nói cái mặt tôi xấu quá mà cứ quay hoài.
ăn á, là mình phải quay đồ ăn cho người ta thấy, người ta thèm. Ủa sao ngộ vậy? Mình quay á, là mình quay cái miệng ăn á, thì người ta nhìn người ta mới thèm. Mà ông không cho quay. Giờ hôm nay mình quay toàn là đồ ăn không à. Bạn ơi, buổi chiều ngày hôm nay á, mình ra phía sau nhà mình á, mình ngắm trên bầu trời rất là đẹp. Hoàng hôn vừa xuống, giờ này á, là khoảng 6 giờ chiều ha. Thì ở phía sau có đồi núi, có làm như là nó có hơi sương sương á. Đó. Và những cái nhà lồng á, lên đèn rất là đẹp. Khi mà nhà lồng mà trồng bông đó các bạn, tối á, là mình phải bật đèn lên cho nó sáng thì nó mới sống được. Giữa chân trời á, nó hơi ló ló dạng lên, hơi hơi mờ mờ sáng sáng, mà coi như là trời, bầu trời sắp sửa lặn rồi đó. Rất là đẹp ha, nhìn rất là mơ màng. Và buổi chiều tối này hôm nay mình có một tiết mục, đó là mình sẽ cho anh hai ăn một cái buổi sinh nhật bổ sung của mình. Bởi vì hôm trước ngày sinh nhật của mình đãi ở Sài Gòn, mấy chị mình đã đãi cho mình ăn rồi. Nhưng mà đối với anh hai mình hẹn hoài và mình nói về đây đi rồi á, em sẽ làm một bữa tiệc để bù lỗ lại hôm bữa đãi anh đó. Mà cứ hẹn hoài thì hôm nay á, thì mình mới làm cho ảnh ăn. Đó là cũng không có làm cái gì nhiều, mình nấu ăn dở lắm các bạn. Mình chỉ mua cái lẩu xí quách á, ảnh mua sẵn rồi. Cái mình có mấy cái con mực á, con mực hấp á các bạn, cái mình thả vô mình ăn với mì thôi. Còn bánh kem thì cũng không có, bởi vì ở đây trời mưa gió hoài và không đi ra ngoài được. Thôi có cái gì thì mình làm cái nấy, chủ yếu là hai vợ chồng cùng ngồi ăn nhâm nhi cho vui ha. Đó các bạn có thấy bầu trời không, rất là đẹp luôn đó, thấy chưa. Đây bây giờ mình sẽ vào nhà, mình sẽ chuẩn bị, anh hai anh đi tắm rồi. Đây là hai cái hũ kem, không có bánh sinh nhật thì mình mua kem. Đây là cái lẩu, cái này là cái lẩu mà xí quách nha, thịt quá chừng luôn, ổng mua đem về đó các bạn. Cái đó đó ổng mua 100.000 đó, mà người ta bán rẻ ghê không. Rồi thì có rau nè, rau mùng tơi nè, đó là mấy con mực hấp này mình đã mua, cộng với lại cái này là nấm, nấm bầu ngư đây. Lẩu bò xí quách quá trời. Đây sinh nhật được hai hũ kem chứ không có bánh kem nha, cái này ăn kem chứ không có bánh kem nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay á, là đúng ra là ngày sinh nhật của mình. Thì hồi kỳ rồi á, là mình về Sài Gòn đó các bạn. Các chị của mình á, đã cho mình ăn bánh nè, rồi ăn xôi gà này, nhiều lắm. Tại vì chưa đến ngày, hôm nay mới đúng ngày. Thì sáng giờ hai vợ chồng làm quá chừng luôn, làm việc đó rồi dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ ăn hơi trễ thì chỉ có mua cái lẩu về với lại lấy thêm mực hấp, rồi nấm, rồi ăn với bún với lại rau thôi, chứ không có mời ai hết trơn á. Tại vì cả ngày trời làm quá chừng luôn, mệt quá. Giờ này tắm rửa xong rồi mới khỏe, rồi mới mua lại cái xương á, mình mua xương về mình hầm á các bạn. Đó, rồi cái mình mua mực nè, tính mua cá thác lát nhưng mà không có. Đáng lý là có bánh sinh nhật nhưng mà không có, bây giờ mình ăn kem đỡ nha các bạn. Rồi xin mời cả nhà hãy cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật, happy birthday. Làm biếng không có lấy ly uống ngon. Đã quá.
Rồi mời cả nhà hãy cùng ăn cái món này với lại anh hai với mình nha. Bây giờ vậy nè, ủa sao cái này sao nó không có chịu sôi vậy ta? Cái lẩu này, cái nồi này nó lâu rồi cho nên nó cứ im ỉm hoài. Vậy anh bỏ rau vô đi nha. Bỏ rau vô, nè, bỏ rau vô. Rồi, nó chín rồi. Nó đang sôi. Nè, bỏ mực vô. Mực này thật sự ra nó hấp. Bỏ mực vô. Dạ mực, anh muốn chấm nước mắm không? Muốn chấm nước mắm mà. Ừ, thôi kỳ quá, nó lâu. Nhưng mà nó nóng rồi đó, nó nóng rồi đó. Ừ, không được rồi. Không được rồi đó. Bỏ mực vô nha. Ở đây thì nói chung ở bên Nha Trang với Phan Rang họ qua hải sản nhiều lắm, mực, cua, ghẹ là quá chừng luôn. Ở đây cho nó nóng. Cái gì? À đúng rồi, nấm trộn xíu rồi quên. Bỏ nấm vô. Ăn đơn giản, ăn có món thôi, không có nhiều. Có hai vợ chồng thôi. Cho nên nói chung là làm đơn sơ đó mà ăn đại cho qua, đáng lý ra ngoài ăn cho bà mệt quá. Cả một ngày hôm nay á, anh hai làm việc mệt quá cho nên thôi không có đi. Với trời mưa không dài đó các bạn. Rồi mình chỉ ăn vậy thôi. Hôm trước ở Sài Gòn cũng ăn đơn giản, cái bánh sinh nhật nhỏ xinh xinh. Bây giờ anh ăn bún hay ăn mì? Có bún nè. Mì đi ha. Mì đi. Thường ta để nguyên một cái mì vô mà em luộc lại, em ghét là bỏ ông đó. Nó nhảm được. Ờ. Nó nhảy được. Ừ đúng hả mà. Nó bỏ trong đó cái nó ra cái chất mà bột á, ăn nó ngon. Nói chung là cái này nó đã chín rồi, nóng hết trơn là không có sao. Nào muối tiêu chanh mà chấm này ăn đi. Ồ, cái này á là mình phải bỏ vô tủ lạnh nha, không thôi là nó chảy. Trời mưa, nó còn hơn không? Nếu mà đi ra ngoài là mưa rồi. Ừ, đi chủ. Cái nò này là nó im ỉm. Coi chứ cái nò hồi lúc mà em mới mua về nó sôi. Đâu. Cô thấy nò này lửa nóng quá nó phải tắt đi.
bực mà chấm mùi tạt. Ăn thử. Trời ơi, nồng quá. Ngon ngon, béo ngon kìa. Em đâu có biết nó bán kem đâu. Giờ em thấy cái thùng kem, anh nói ủa cái này bán gì ạ? Đá hay gì đó hả? Bán kem. Ủa vậy hả? Trời ơi, chị đâu biết đâu. Thấy kem ngon quá thích, chạy ra mua 2 thùng. Anh nói hả? Em cất lại thôi, nó chảy á nha. Được hả? Để em đi, tại anh thấy anh còn ăn. Được rồi, để đi rồi ăn kem đi. Rồi. Ngon á. Ngon rồi nha. Không có bánh kem mà ăn kem đi. Rồi, uống. Uống biển kem. Ngộ quá, cái này dâu mà nó làm gì nè. Uống bia mà ăn kem. Nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye. Anh hai, bye bye dừng anh hai.